bột sắn ý có công dụng cực kỳ lớn, đặc biệt là đối với những bạn mà dễ bị nhiệt miệng này, hay bị rôm sảy đấy, hay bị nóng trong nhá các mẹ nhá, thì mình có thể là dùng bột sắn cho con cực kỳ tốt luôn. Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình là Thu, mình là một mẹ bỉm. Mình đã hỗ trợ và đồng hành cho hàng nghìn mẹ bỉm nuôi con khỏe mạnh và an nhàn. Hôm trước ấy, ở trong video lần trước mình có chia sẻ với mọi người khi mà bé bị nhiệt miệng này, bị rôm sảy thì mình nên ăn gì uống gì, và trong đó mình có đề cập đến đó chính là bột sắn dây các mẹ ạ. Bột sắn dây ấy có công dụng cực kỳ lớn trong cái việc mà giải nhiệt này. Đấy, vì nó có tính hàn các mẹ ạ, nên là cái việc mà chị rôm sảy, chị nhiệt miệng thì không thể nào mà quên đi cái món này nha các mẹ nhá. Như bản thân mình ấy, hôm trước mà bị nhiệt, bị nóng nhá, mình uống một cái là hôm sau đã êm luôn các mẹ ạ. Đấy, cái nốt miệng nhiệt, những cái nốt ở trong miệng ấy, nó đã xe rất là nhanh, đấy, nó không còn cảm giác đau đớn, khó chịu như hôm trước nữa các mẹ ạ. Tại vì là bột sắn ấy nó có tính hàn, vì thế mà những người mà kiểu bị cảm lạnh này, hay là những người bị huyết áp thấp nhá, thì các mẹ không nên dùng cái bột sắn này. Đấy, nó sẽ làm cho cái khí lạnh nó càng nhiều hơn và con sẽ càng bị lâu khỏi hơn, và người lớn ấy cũng thế, càng lâu khỏi hơn nha các mẹ nhá. Nên là mình chỉ áp dụng khi bị nóng trong, bị nhiệt thôi các mẹ ạ. Và hôm nay ấy, mình sẽ chia sẻ lại cho các mẹ ba cái cách mà mình hay dùng nhất để pha bột sắn dây. Đấy, có một cách đó chính là pha sống này, cách thứ hai là pha vừa phải này, và một cách thứ ba là pha chín. Đấy, như nhà mình ý, thì thích nhất là cách là pha vừa phải thôi, tại vì nó dẻo, tức là nó không đặc quá, nó không lỏng quá. Đấy, uống nó rất là dễ uống, nó không bột bột xào xạo như là uống sống, và nó cũng không khó nuốt như là uống chín các mẹ, thì các mẹ có thể thử xem nhé. Đây là cách mà mình pha sống. Mình sẽ dùng 3 thìa bột sắn nha các mẹ nhé. Đấy. Sau đó là mình sẽ cho thêm 1 thìa đường. Mình cho ngọt vừa phải thôi, chứ nếu mình cho nhiều đường quá thì nó sẽ khá là ngọt đấy, và nó không tốt cho sức khỏe một chút nào cả. Sau khi mà mình cho đường vào ấy, thì mình sẽ cho thêm nước nhá. Mình sẽ cho khoảng 30ml nước, nước nguội nha các mẹ nhé. Đấy, sau đó mình sẽ khuấy cho nó tan cái bột sắn ra. Rồi mình bắt đầu là mình sẽ cho nước sôi vào nha các mẹ nhé. Khi mà mình cho nước sôi ấy, để pha cái này thì mình sẽ cho nước sôi từ từ thôi. Đấy, mình sẽ chia làm 2 đến 3 lần cho nước vào. Đấy, mình cho một nửa, và sau đó là mình sẽ lại cho thêm một phần nữa vào, để tránh tình trạng là nó bị chín quá nha các mẹ nhé. Thì mình sẽ xem trực tiếp cái bột sắn của mình ấy, rồi mình sẽ cho thêm nước hay là không các mẹ ạ. Mình có thể cho khoảng 180 đến 200ml nước nha các mẹ nhé. Sau khi xong thì bột sắn mình tan đều và không bị đặc ấy các mẹ. Nước nhỏ thành giọt nha các mẹ nhé. Thành dòng, thành giọt chứ không phải sệt sệt. Mình sang pha chín vừa phải cũng thế nha các mẹ nhé. Mình cũng cho 3 thìa bột sắn và mình thêm 1 thìa đường. Đấy, và sau khi mà mình cho vào thì mình cũng sẽ cho thêm khoảng 30ml nước nguội nha các mẹ nhé. Mình cho vào rồi mình sẽ khuấy đều lên, và khi mà tan hết ấy, thì bắt đầu mình cho nước sôi. Lần này mình sẽ cho nước sôi vào nhiều hơn. Đấy, mình cũng chia làm 2 lần cho nước sôi, nhưng mà một lần mình sẽ cho khoảng 120ml nước. Mình cho vào và khuấy đều lên nha các mẹ nhé. Sau đó thì mình lại cho thêm khoảng 60 đến 80ml nước sôi vào lần nữa nha các mẹ nhé. Mình tiếp tục khuấy đều lên, và sau khi mà được thì thành phẩm của mình khá là sánh mịn, không lỏng các mẹ ạ. Và đây là cách thứ 3 nha các mẹ nhé. Thì cũng dùng 3 thìa bột sắn này. Và mình cũng dùng thêm 1 thìa đường nhá. Đấy, chỗ này mình quên một chút, tại vì là tí nữa thì mình không cho đường các mẹ ạ. Sau khi mà cho đường thì mình cũng sẽ cho nước, nhưng mình sẽ cho ít hơn, mình sẽ cho khoảng 20ml nước thôi nhá. Và sau khi mà khuấy đều cho bột sắn tan và hoàn toàn thì bắt đầu là mình cũng sẽ cho nước sôi vào các mẹ ạ. Và khi mà mình cho nước sôi ấy, lần này là mình sẽ đổ nước sôi nhiều hơn. Mình cho khoảng 160 đến 180ml nước sôi nha các mẹ nhé. Và sau đó thì mình
sẽ cho thêm một chút lần hai khoảng 40ml nữa cũng được các mẹ ạ. Và bột sắn khá là đặc và sệt các mẹ ạ. Đấy. Bột sắn khá là sệt và đặc ấy, thì các mẹ có thể lựa chọn cho mình loại thích hợp nhé. Và nếu video của mình hữu ích thì hãy cho mình thêm một like, một đăng ký kênh và một nút chuông, để nếu video sau mình ra thì các mẹ sẽ là người nhận được thông báo đầu tiên nhé.